bộ ca trù và hát thơ Đại học Hùng Vương đã gửi đến quý vị những chương trình hát thơ truyện Kiều với các làn điệu dân ca và ca cổ ba miền đất nước. Và phát huy sự thành công trên, trong chương trình tối hôm nay, câu lạc bộ ca trù và hát thơ Đại học Hùng Vương xin hân hạnh ra mắt quý vị chương trình hát thơ với thơ truyện Lục Vân Tiên. Vâng, kính thưa quý vị, Lục Vân Tiên là tác phẩm được phổ biến sớm nhất và rộng rãi nhất của Nguyễn Đình Chiểu tại các tỉnh phía Nam. Và trước khi chương trình hát thơ Lục Vân Tiên bắt đầu, xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Nhã, là chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù và hát thơ Đại học Hùng Vương, sẽ lên nói lời thay mặt chương trình và giới thiệu quý vị đại biểu. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ. Kính thưa quý vị, như đại ca nó mới nói là, tức là chúng tôi đã có 7 buổi hát thơ truyện Kiều. Ngoài những cái chuyên đề khác thì ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được khởi đầu hát thơ Lục Vân Tiên. Chúng tôi cũng rất cảm ơn tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay. Một số quý vị rất là xa, như là giáo sư Trần Quốc Vương từ Hà Nội. Giáo sư Trần Quốc Vương cũng là một, là hiện nay là phó chủ tịch của Hội Văn học dân gian Việt Nam, rồi có một số các bạn nước ngoài, đại học IIT hiện nay ở thành phố chúng ta, và một số những quý vị mới nữa. Tôi rất hết sức cảm ơn. Thì như nhiều lần chúng tôi đã nói đó, thì hát thơ nó là mới nhưng mà nó là cũ. Mới là vì nó có cái từ từ hát thơ, và nó có những cái hình thức, những cái bắt đầu từ thơ mà khổ làm điều dân ca ca cổ. Và cũ là nó thơ nó có rồi, mà các làn điệu thì hàng trăm hàng ngàn các làn điệu nó có rồi, bây giờ chỉ là ráp lại với nhau. Và ráp thứ nhất là những cái tác phẩm lớn, hay là ráp với những cái thơ ở trường học, thì điều chúng tôi rất là đang quan tâm. Thì hôm nay chúng tôi thấy là chúng tôi có phát cho quý vị đó là một tờ giấy những cái đoạn trích thơ của Lục Vân Tiên. Thì Lục Vân Tiên là một cái, có thể là một cái tác phẩm rất là phổ biến ở Nam Bộ. Thì nói đến mọi nơi thì người ta đọc thơ hay là nói thơ Lục Vân Tiên, hay là ngâm thơ Lục Vân Tiên. Bây giờ thì chúng tôi sẽ thử, không phải chỉ có đọc có ngâm mà hát. Thì nay thì chúng tôi hôm nay đã thử khoảng được hơn 20 làn điệu dân ca và ca cổ ba miền. Thì chủ yếu là giới thiệu một vài nét, thì có thể là thơ được hát, nhất là Lục Bát Nhiêu này được hát với những cái làn điệu dân ca, và trong đó có ca cổ. Cho đó là chủ yếu ngày hôm nay là phần về tài tử Nam Bộ, dân ca Nam Bộ, nhưng mà cũng có những cái dân ca ở miền Bắc hay là miền Trung. Thì quý vị sẽ thấy rằng là chúng tôi giới thiệu một cái bốn câu thơ của Lục Vân Tiên đó, coi như là để một cái mở đầu là cái mẫu của bài hát nói của tác giả Nguyễn Quảng Tuân. Sau đó thì đó là hát nói. Sau đó thì có những cái đoạn trích đầu tiên nói về cái châm cho đến cái bài thơ. Thì chúng tôi hát nhiều người cũng hát nhiều lần điệu. Sau đó thì đến các trích đoạn khác nữa, từ đoạn 2 đến đoạn 5, thì chúng tôi giới thiệu một người hát nhưng mà cũng hát một số làn điệu khác nhau. Để quý vị theo dõi cái thơ có đây và các làn điệu để xem những cái nội dung thơ nào nó phù hợp với cái làn điệu nào. Để sau này đến khi chúng tôi tổng kết giống như là truyện Kiều vậy, sẽ có
đúc kết lại và có thể phổ biến một số những cái làn điệu cho là thích hợp nhất và tốt nhất. Lúc đấy tôi có nói với lại giáo sư Trần Quốc Vương rằng là giáo sư Trần Quốc Vương hiện giờ là phó chủ tịch của Hội Văn học Dân gian mà. Đây là một cái hình thức, có thể đây là một hoạt động dân gian thì có thể là chúng tôi có thể tham gia vào cái thành viên của Văn học Dân gian hay không. Đấy, chúng ta nói một tí nữa thì mong là giáo sư Trần Quốc Vương có ý kiến cuối cùng. Và vì hôm nay có một số những người nước ngoài thì thực ra tôi đề nghị nhờ kiến trúc sư Bạch Thị Liên Hoa có một vài lời giới thiệu cho một số các bạn nước ngoài ở Đại học RMIT. Xin mời kiến trúc sư Bạch Thị Liên Hoa. Cảm ơn tất cả các quý vị. And I would like to just do a brief translation of the introduction. And first of all, Doctor of Vietnamese Culture and History would like to welcome everyone and especially welcome Australian guests. And for the club has been established for 3 years. And there have been 7 performances of poem singing of Jip Keo. And it's a very famous poem written in 19th century by a very famous author, Nguyễn Du. And the club has been introducing a very new art and it's called Hát. Hát thơ, which means singing poem, and what it does is selecting a very special poem, Vietnamese poem, and then using Vietnamese folk song and also Vietnamese traditional music to sing those poems. And today is the beginning night of a new series, which is will introduce Lục Văn Tiên, which is a very famous poem written in 19th century by Binh Chia. And finally, he would like to thank everyone for coming here and wishing you having a pleasant and enjoyable evening. Thank you. Đã thay mặt cho câu lạc bộ giới thiệu cùng với tất cả các người bạn nước ngoài về chương trình hát thơ của câu lạc bộ ca trù và hát thơ Đại học Hùng Vương. Kính thưa quý vị, và mở đầu chương trình hát thơ chủ đề tình yêu trong thơ Lục Văn Tiên, xin mời quý vị thưởng thức tiết mục hát thơ phần dẫn truyện Kiều Nguyệt Nga giao duyên cùng Lục Văn Tiên qua các làn điệu nói lối Nam Bộ, Tân Thu Dạ Khúc, nói thơ Bạc Liêu, nói thơ Lục Văn Tiên, Lý Nam Bộ, với phần biểu diễn của các nghệ sĩ Thu Thủy, Nhị Thủy và nhà thơ Châu Anh Phùng. Xin mời các nghệ sĩ. Châu Anh Phùng. Chúng tôi xin kính chào. Bye.
học nói với mình không? Nhớ à, không? Mình nhớ ra rồi. Còn nhớ không? Phải làm gì thủy không? Đấy. Đâu lắm rồi đi về đó phải không ạ? Hôm nay mình về thăm quê hương. Đến quê hương của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Mà về đây đúng, mình về đây. Mình về đây được một tuần lễ rồi. À Thủy ơi, mình nghe nói là tuần vừa rồi là đám giỗ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đúng không bạn? Đám giỗ của Nguyễn Đình mình chưa hiểu lắm về thơ Lục Vân Tiên, nhất là cái mối tình của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Bạn có thể nào hát thơ hay là ngâm thơ hay nói thơ và cho mình hiểu về Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, về cái mối tình của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga được không anh Thủy? Được chứ, mình đây nè, tám cầm trong tay. Lục Vân Tiên, thiên ca Việt Nam chọn lọc của cụ Nguyễn Đình Chiểu. À, Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng mà bạn hỏi về cái chuyện tình Lục Vân Tiên và Việt Nam đấy không nhỉ? À, nó có cái gì hay là bạn phải tìm đến như thế là. Tại vì mình ở nước ngoài, mình nghe nói về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và mình nghe nói đến cái mối tình thủy chung son sắt giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Mà mình cũng chỉ hiểu lắm thoáng thôi, vì xa quê hương đã lâu lắm rồi. Bây giờ sẵn có Thu Thủy ở đây thì giải thích rõ thêm về cho mình về cái mối tình thủy chung son sắt giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga như thế nào, có được không? À, dạ được. Và như thế này, trong bài thơ tập thơ thì còn vấn đề tìm hiểu chuyện tình yêu của Lục Vân Tiên và Kiều Nga thì con nó dài lắm bạn ơi, có thâm sâu, có duyên kỳ ngộ mà cũng có nhiều trắc trở. Thì thế bây giờ đó, tôi chỉ dám giới thiệu cho bạn sơ qua một chút nét về Lục Vân Tiên giao duyên thì Kiều Nga lúc này thôi nha. Giao duyên là làm sao hả Thủy? À rồi để xem từ từ nha, tôi sẽ đọc. À, chúng ta cùng đọc, nhưng mà ở đây nhá, tôi kỳ này tôi sẽ hát thơ cho bạn nghe, không đọc thơ đâu mà hát thơ. Bạn hát thơ cho mình. Ngày xưa thì có thể là chúng ta ngồi học cùng với nhà trường chúng ta đọc thơ Lục Vân Tiên, nhưng bây giờ hát thơ Lục Vân Tiên. Rồi bây giờ tôi nghĩ hát thơ cho mình hiểu thêm. Tất nhiên chúng ta là người Việt Nam, ta cảm xúc cái giới cảm xúc của người Việt Nam với cái chất liệu về nghệ thuật, về giáo dục tư tưởng, về cái cảm xúc nội dung của tác phẩm thì cũng là cảm xúc dân tộc, cho nên ta hát chất liệu dân tộc thì nó ổn hơn, có phải không anh? À, nếu mà bạn đi xa lắm rồi thì tôi nghĩ rằng là đây có lẽ là bạn sẽ là bạn nghe cái này đó, nghe cái kiểu này. Sẽ giúp phần nào bạn đi tìm được cái gì được rồi. Như vậy là rồi tới giờ bây giờ nha, bạn thấy ở trang này nè, đấy cái lúc mà Lục Vân Tiên đi trên đường Tân Thí ha, rồi gặp Kiều Nguyệt Nga bị ăn cướp, Kiều Nguyệt Nga bị ăn cướp, tức là Kiều Nguyệt Nga đi đường cùng đi cùng với lại cái cô mà Tiện Tất Kim Liên, à, đúng rồi là bị nạn, thế thì anh chàng Lục Vân Tiên này mới ra là giải cứu cho Kiều Nguyệt Nga. À đúng rồi, giải cứu Kiều Nguyệt Nga. Thế thì theo bạn giải cứu xong thì Kiều Nguyệt Nga làm sao, có thái độ như thế nào và Lục Vân Tiên cư xử ra làm sao? Đây là cái vấn đề. Mình nhớ đoán thoáng là hình như là Kiều Nguyệt Nga là cảm ơn và có tặng cho Lục Vân Tiên 100. Không phải dễ nhận đâu. Người xưa người ta có cái tư tưởng mà ta có cái tài chức, cái công lý làm người. Bà nghe này nhé, khi mà tặng cái công thì đúng đâu
đọc cái khoảng này cho bạn nghe nha. Vân Tiên nghe nói liền cười. Vân Tiên nghe nói liền cười, làm ơn nghe dễ trong người ta. Có nghĩa là khi ai mà giúp mình một điều gì thì mình đúng không ạ? Nhưng đối với Lục Vân Tiên thì không phải là người ta cứ trả ơn là mình nhận ngay cái điều đó đâu, mà như thế này. Nhớ câu tiên ngại bất chi, làm người thế ấy cũng vì anh. À, như vậy là anh chàng Lục Vân Tiên này là từ chối cây trăm của người đẹp Kiều Nguyệt Nga. Thế đâu, cái này là định trả ơn mà trả ơn gì đâu, gì đó. Thì Vân Tiên, Lục Vân Tiên anh hưởng hơn là tiếng ngại bất đi vô dẫn dạy. Có nghĩa là thấy việc nghĩa không làm mà vô dẫn dạy. Cho nên là bây giờ thì bắt đầu tới cái phút là xử lý giữa hai người. Mình nghe bạn nói mình ngôn lắm, bạn bạn hát thôi, tiếp cho mình nghe thôi. Cái chỗ là cái trăm mà trao nhau thì như thế nào? Đúng rồi. Thế
mấy năm thôi lại khỏe rồi cây xanh thu thì thu đưa trăng ra thương tin nhau bởi vì sao là chỉ anh của biểu tình thế thì Việt Nam riêng thang dân tiếp làm thơ đưa một bài thơ giả từ Kiều Nguyệt Nga này rất là khéo, như vậy là tặng Trâm thì là Lục Vân Tiên là anh chàng này từ chối, thế thì là Nguyệt Nga mới là tế nhị là làm một bài thơ để mà gửi tặng cho Vân Tiên. Thế thì Vân Tiên có nhận không vậy hả Thủy? Mình nhớ là hình như là Lục Vân Tiên nhận bài thơ này thì phải là nhận chứ, là nhận như thế nào hết chứ. Nhưng mà đọc cho bạn nghe nữa nha. Nguyệt Nga ứng tiếng sinh hầu, xuống tay liền tả tám câu năm dòng. Thơ rồi này tiếp sinh dân, nửa đông đường rồng giáng nhân. Mình sẽ chất liệu tình cảm của Lục Vân Tiên và chị Nga, cũng như là cái ý tứ mà như thế này qua hai câu hát theo điệu lý học sen nhé. Đoạn đầu Lục Vân Tiên á, thì cụ viết đại gia đình năm 1851 là sau khi mẹ mất.
thì cái tâm sự và hình ảnh của Nguyễn Đình Chiểu, tức là tâm sự của Lục Vân Tiên. Nhưng khi cụ về ở dưới Cần Giuộc quê tôi á, về theo quê vợ á, thì các nhà lãnh đạo kháng Pháp, lúc đó là cụ Nguyễn Tri Phương á, đã thua trận rồi. Thì thấy ở trong Nam cũng có tiến sĩ, cũng có cử nhân, nhưng không có ông tiến sĩ cử nhân nào mà được thơ văn phổ biến bằng Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Thành mới cho người xuống Cần Giuộc quê tôi gặp cụ Nguyễn Đình Chiểu, mới bảo rằng đừng có chống Pháp chửi thẳng như trong Dương Từ Hà Mậu vậy, mà vẫn viết như Lục Vân Tiên, nói về đạo lý thôi, mà cái đạo lý là trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Trai mà trung thì không thờ hai chúa, mà gái trinh thì không lấy hai chồng, tức là giữ đạo lý đó thì cuốn mình mới được phổ biến. Còn nếu mà chữ thẳng như Dương Từ Hà Mậu thì bị cấm lúc đó. Thì cụ do theo đó mà Lục Vân Tiên rất là bình dân, để cho quảng đại quần chúng được dễ đọc, dễ hiểu, dễ thuộc, và nói về đạo lý là không bị cấm. Nhưng được cái đạo lý của người Á Đông á, thì nó đã ảnh hưởng cụ Nguyễn Đình Chiểu rất nhiều trong Lục Vân Tiên, là vì xin lỗi, không thích thờ hai chúa, mà gái thì không lấy hai chồng, tức là giữ được nước, thì cuốn nó được phổ biến. Thì theo như nhà thơ Xuân Diệu đã đánh giá Lục Vân Tiên như thế này: chúng ta nhận món quà Nam Bộ cho tổ quốc hơn 100 năm nay, đó là củ quý của Việt Nam do miền Nam sản xuất, nên có hương vị miền Nam, và vì vậy nên rất Việt Nam. Chính vì cái hương vị miền Nam và rất Việt Nam ấy mà Lục Vân Tiên đã đi sâu vào quảng đại quần chúng hơn 100 năm nay, suốt từ Nam ra Bắc. Vì hôm nay cảm ơn ông chủ nhiệm câu lạc bộ hát thơ và ca tuồng đã đưa Lục Vân Tiên lên cho quan khách ở đây biết. Thầy tôi xin thay mặt đồng hương Cần Giuộc để kính tặng chân dung của Nguyễn Đình Chiểu từ Cần Giuộc đem lên để kính tặng thầy Nhã và người đã có công để tham gia câu lạc bộ này. Cụ Nguyễn Đình Chiểu có hai câu thơ mà hầu như các thầy hai cũng biết: chèo bao nhiêu đảo thuyền không cập, đâm mấy thằng giang múc cảnh tàn. Thì cháu nội của Lục Chiểu hồi lúc còn sống có nói với tôi rằng ông Nam quốc sanh Hà Nam đế cư, Việt Nam định phận tại thiên thư, như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng thành thang tử bại hư. Của Lý Thường Kiệt là một cái tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam. Còn cái tuyên ngôn thứ nhì nữa đó là ông Trần Hưng Đạo là hình chiến sĩ. Tuyên ngôn thứ ba là ông Nguyễn Trãi, tức là Bình Ngô Đại Cáo. Tuyên ngôn thứ tư có thể sau này người ta đánh giá là của Hồ Chí Minh. Nhưng điều cần ruột chúng tôi á, lại chọn cái câu này làm tuyên ngôn của Nguyễn Đình Chiểu: chở bao nhiêu đảo thuyền không thẳng, đâm mấy thằng giang bất cảnh tàn. Thì chúng tôi mới tặng mấy cái tình của gia đình đây của Nguyễn Đình Chiểu và minh họa hai câu thơ này để kính tặng thầy Nhã. Xin cảm ơn. Cảm ơn nhà thơ Chu Anh Phụng là người đã có công sưu tầm tài liệu về cụ Đỗ Chiểu, cũng là hậu duệ trên đến vợ của cụ Đỗ Chiểu, rất hân hạnh được nhận được món quà quý này. Xin cho phép ơn, vì hồi nãy cái nói chuyện tình của Lục Vân Tiên và cụ Đỗ Chiểu, thì trước khi nói về Lục Vân Tiên thì thầy Nhã đã có công hơn nửa năm để nói về chuyện Kiều. Thì ở Việt Nam thì chuyện Kiều được kế đó là Lục Vân Tiên là được phổ biến trong quảng đại quần chúng. Thì nàng Kiều của Nguyễn Đình Chiểu và Kiều của Nguyễn Du thì tôi lại có cái ý về hai người đều là Kiều cả, nhưng mà đều cũng bị long đong về chuyện tình, nhưng mà đều tội nghiệp cái cụ nàng Kiều kia thì tán mình và long đong. Còn cũng nàng Kiều này là bị đi cống hồ, nhưng mà điều quả hình phụ được hiểu phần trung thủy, nên khi gặp lại đó xin lỗi họ lại rất được hạnh phúc. Còn Kiều của Nguyễn Du thì tội quá đó, thành ra đó cái khi mà có một cái người nhà thơ bên Mỹ á, thì lấy cái đưa trăm chàng đã làm ngơ thiếp xin đưa một bài thơ giả từ, thì tôi lại mạo mũi tôi lại đóng vai Lục Vân Tiên tôi quả lại, thì như vậy ai lại thua ai, Vân Tiên quả lại một bài trao ra
Vậy tôi xin tặng cô Kiều đã có công hồi nãy nói về chuyện tình cô Kiều Việt Nga và Lục Quốc Thiên. Dạ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần chính trong chương trình, đó là hát thơ Lục Vân Thiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, mở đầu chương trình chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần trình bày của nghệ sĩ Đại Lợi và nghệ sĩ Đài Trang qua các điệu Vòng Cổ và Phụng Hoàng với đoạn thơ Thơ Trao Duyên. Lúc mà Lục Vân Thiên cứu Kiều Nguyệt Nga thì để trả ơn thì Kiều Nguyệt Nga trao tặng một cây châm và Lục Vân Thiên từ chối, và sau đó thì Kiều Nguyệt Nga tặng một bài thơ, đó là bài đoạn thơ này. Và thưa quý vị, sẽ nghe bài đoạn thơ Giao Duyên với phần trình bày của nghệ sĩ Đài Trang và Đài Lợi. Đã mấy của tình tình xa.
nghệ sĩ Đài Trang và Đài Lệ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi xin giới thiệu qua sự thể hiện tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, các làn điệu Nói Thôi Lục Vân Tiên, Du Bắc, Chút Rượu và Lý Thịnh Tăng, qua đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga, Thương Khóc Người Yêu Mắc Nạn. Xin mời quý vị một tràng pháo tay với nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Từ bấy giờ nay, phút nghe người hỏi dạ.
Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga kết tâm chung thủy với Lục Vân Tiên qua hai làn điệu Ngâm Sầm, Ngồi Tựa Sông Đào, Dân Ca Bắc Bộ, Hò Huế và Lý Tình Lý Con Sáo Huế, Dân Ca Miền Trung và Tổng Quân Dân Ca Nam Bộ. Và những làn điệu này qua phần thể hiện của Kết Tâm. Chờ đợi bấy lâu.
với làn điệu Tổng quân dân ca Nam Bộ. Thank you.
Yeah.
sau đây, một lần nữa xin mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn Kiều Nguyệt Nga trao trong cho Lục Vân Thiên qua các điệu về bài tròi Xuân Nữ, Sàng Xê, Hò Khoan, Quảng Nam với tiếng hát của nghệ sĩ Thúy Hồng. Xin mời nghệ sĩ Thúy Hồng. Yeah.
nữa với trích đoạn Kiều Nguyệt Nga trao trong cho Lục Vân Tiên. Xin mời quý vị cùng nghe qua các làn điệu nói sử, hát cách, bồng mạc, chống quân, sa mạc, ru qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Oanh Thìn. Xin mời nghệ sĩ Oanh Thìn. Dòng mà